Cái này là cái gì vậy? Hả? Anh nói đi. Mấy cái báo lá cải này em tin làm cái gì hết Trúc? Anh lừa dối em đúng không? Anh nói anh cưới em, bây giờ anh cưới con gái của ông Nguyễn là sao? Hả? Anh lừa em đúng không? Em quên rồi hả Trúc? Em nghe anh, mình đã bàn với nhau trước đó rồi mà. Tất cả những thứ này chỉ là giả thôi. Rồi sau đó anh sẽ bỏ Hoàng Oanh và rước em về. Em nhớ chưa? Hay là mình dừng lại được không anh? Em thấy mình tới đây là đủ rồi. Dừng lại nha anh. Mình đã cố gắng tới mức này rồi thì không dừng lại được đâu Trúc à. Tài sản nhà ông Nguyễn lớn lắm, mình phải cố gắng thêm vài ngày nữa thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về hai đứa mình, được không? Chỉ là kết hôn giả thôi đúng không? Anh hứa với em nha, chỉ là kết hôn giả thôi nha. Anh hứa mà, đừng có lo lắng gì hết trơn á, đã có anh lo rồi. Nhưng mà trong thời gian này đừng có tìm anh, chứ không là nó lộ hết đó, hiểu không? Cho con nói chuyện với bà xíu. Bà xin ra rồi. Làm cái gì vậy? Trời, tôi năn nỉ anh luôn á, cho tôi gặp ba tôi chút xíu được không? Gặp làm cái gì? Tôi muốn đưa cái này cho ba tôi. Này là cái gì? Thực phẩm chức năng Alabio của ba tôi, uống vô mới khỏe được. Đứng đây á. Đứng yên. Ba nhớ uống đầy đủ với ba. Ba khỏe không ba? Sao không trả lời chứ? Tôi đưa rồi. Ba nói là không muốn gặp anh. Rồi anh đi đi. Với lại anh Toàn nói không ai được vô căn phòng này hết, biết chưa? Biến. Trời ơi, anh bồng bột vừa vừa thôi, từng tuổi nào rồi, dại dột, thắt cái khăn, rồi chứ, tính ta cọ hả? Cái khăn này em định giặt thôi mà. Giặt? Có ai giặt mà đi thắt nút gì không? Hả? Tại vì em sợ nó bay. Sợ nó bay? Trời ơi trời, bộ rảnh hả? Ở nhà bao nhiêu chuyện rối ren, đi ngồi đây thắt khăn, cũng vừa thôi chứ. Em sao á? Thì cái khăn này là của thầy Khải tặng cho em. Em định giặt xong rồi đem đi cất luôn, chứ đâu có dịp gì để dùng nữa đâu. Thì có gì thì cứ tâm sự với anh hai. Nhà này sao á? Chả bao giờ mọi người chịu tâm sự với anh, nói chuyện với anh, hay nói anh biết chuyện gì đang xảy ra hết trơn á. Em đang nghĩ gì? Ba đang bị gì? Giờ anh không biết nè. Anh nói làm sao đây? Anh ở nhà này mấy chục năm rồi, chuyện gì mọi người cũng đều biết hết. Còn anh thì sao? Không ai nói cho anh hiểu hết. Anh đang bị gì vậy? Anh biết nhiều để làm gì? Chỉ mang họa vào thân thôi. Họa là sao? Chứ mình không phải là một người một nhà em. Rồi mọi người bị gì rồi anh có thể sống ung dung một mình sao? Em ngồi đây, cái xác ở đây, mà cái hồn em đâu rồi? Còn ba, ba giống như một cái xác ở đó, rồi cái hồn cũng đâu mất tiêu rồi. Ba nhà này lạ lắm, em cũng vậy nữa. Chuyện gì vậy? Rồi mấy cái thằng giang hồ kia, nó lấy luôn điện thoại của anh. Nhà mình mà, sao bây giờ giống như bị giam lỏng vậy? Là sao? Trời ơi trời, bình thường anh nói
thì em có thể chia sẻ với anh mà. Sao bữa nay em làm sao vậy anh? Em vậy đó, rồi sao một mình anh cứu ba được? Anh hai, gì? Anh đừng có làm gì mạo hiểm hết. Chỉ cần em đám cưới xong là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ em chỉ có mình anh thôi à. Em không có muốn anh cũng bị mất tích giống như ba. Đây là lọ thuốc kịch độc, ăn vào chắc chắn sẽ chết trong vòng 17 phút. Mày có chắc không? Nếu mà đúng như vậy thì là may mắn cho ổng. Chết càng nhanh thì càng bớt đau đớn. Vậy cho ông ta ăn luôn nha. Ngu quá. Bây giờ cho ổng ăn ổng chết rồi, ai làm đám cưới? Rồi ai chịu giao hết tài sản cho tao? Hả? Kiếm cái gì cho ông uống để ông câm thôi. Hiểu chưa? Dạ dạ em hiểu em hiểu. Cái chuyện tôi giao mày làm chưa? Dạ chuyện gì vậy? Chuyện mà mày in cái tờ giấy văn bản để sau đám cưới ông chuyển hết tài sản cho tao đó. Mày nhớ chưa? Dạ dạ em nhớ rồi. Bây giờ em đi làm liền. Em đi làm liền nha. Đi. Dạ dạ. Mười bảy phút. Lần này chú Nguyễn chết chắc. Anh Toàn. Ủa? Anh tính làm gì vậy? Anh định giết người hả? Ai nói với em cái chuyện đó? Chứ cái này là cái gì? Trời ơi, anh đã nói làm sao? Bây giờ là em chỉ có ở nhà thôi, đừng có kiếm anh làm cái gì hết trơn á. Mọi thứ để cho anh lo, được không? Anh Toàn, anh làm ơn dừng lại đi. Mọi chuyện đi quá xa rồi đó. Bây giờ có thôi đi không? Hả? Bây giờ em mà để lộ cái chuyện này ra ngoài là em chết với anh. Em biết chưa? Đi về. Anh. Đi. Anh. Cô Trúc. Cô Trúc ơi. Cô Trúc. Hồi nãy tôi nghe hết trơn rồi. Nếu anh nghe hết rồi á, tôi nói cho anh biết luôn, gia đình anh đang gặp nguy hiểm đó. Việc đầu tiên anh nên làm á, anh bảo vệ cho Quang đi. Còn tôi sẽ đi gặp thầy Khải để tìm giúp đỡ. Nhưng mà tôi ở đây tôi cũng đâu giúp được gì đâu. Qua tôi còn đang nguy hiểm mà. Anh bình tĩnh đi. Bây giờ anh đi á là bước dây động rừng đó. Còn nữa, anh đừng nói chuyện này cho Quang biết nha. Cô ấy mà biết không giữ được bình tĩnh là hư bột hư đường hết á. Nhớ nha, tôi đi trước đó. Cô đi cẩn thận á. Ba quả là người biết điều. Vợ con như là cô công chúa nhỏ ở trong lâu đài quen rồi. Bây giờ mình lỡ có chuyện gì xảy ra, thật sự con không biết phải tưởng tượng như thế nào ba. Cảm ơn ba. Nó nặng dữ vậy trời. Đồ chắc không xịn rồi nên mới nặng như này. Chứ cái đồ mà nhẹ nhẹ là cái đồ xịn rồi, nó đâu có nặng như vậy. Dạ. Ủa Phi. Ủa chị gây chuyện chưa đủ hay sao chị tới đây làm gì nữa? Chuyện dài dòng lắm, chị giải thích sao? Có thầy Khải nhà không? Chị không. Tìm thầy Khải có chuyện gấp á. Cái gì? Không. Đúng. Ủa? Rồi thầy Khải đi rồi. Đi đâu? Thầy Khải về quê rồi. Thầy Khải về ngay cái bữa mà em đưa cái bản hợp đồng chấm dứt cho chị á. Xong rồi xong rồi thầy Khải đi về quê luôn rồi. Cái gì? Đi về quê làm gì? Ai biết đâu, chắc lại sốc quá.
Rồi em tới đây làm gì vậy? Em bưng cái này trong đống đồ này về quê cho ổng nè. Ây da, bực mình thiệt chứ. Tự nhiên về quê à? Thôi, chị về trước nha. Ok chị. Ý trời ơi, sao cái này nó ổng không ta? Ông này cũng thiệt tình á. Ở Sài Gòn không ở, tự nhiên đi về quê làm chi cũng biết nữa. Phi. Ủa, dạ. Em mới nói ai về quê? Dạ, thầy Khải. Thầy Khải về quê? Dạ. Ủa sao con không biết gì hết vậy? Thì thầy Khải chỉ nói em biết thôi, chứ thầy Khải đâu nói ai biết đâu. Rồi em biết quê thầy Khải ở đâu không? Củ Chi á. Rồi bây giờ con muốn kiếm nhà thầy thì sao? Thì để em vẽ bản đồ cho. Quang ơi, anh thấy ở đây có nhiều mẫu thiết kế nổi tiếng thế giới lắm nè. Em thích mẫu nào? Anh cứ để đó đi, tí nữa em xem. Thôi cái này mình chọn sau cũng được. Hay là mình chọn biệt thự trước đi. Em thích mẫu nào nè? Còn căn nhà này thì sao? Ba tôi ở đâu? Hoàng ơi, ba già rồi, ba cần phải được nghỉ ngơi. Anh nghĩ là căn biệt thự này ba có thể ở với lại anh Quang được mà, không có sao hết trơn á. Được rồi, anh thích cái nào thì anh cứ chọn đi. Em sao cũng được. Anh đã hết lòng vì em. Anh hy vọng là em cũng sẽ hết lòng vì anh. Như vậy thì nghĩa tình vợ chồng mới sâu đậm quanh à. Anh sẽ coi như là em mệt, em nghỉ ngơi trước đi. Đây là thời điểm nước rút, phải cẩn thận. Tuyệt đối không được để cho thằng Quang bước ra khỏi căn nhà này. Biết chưa? Dạ, em biết rồi. Ê! Làm cái gì vậy? Tính đi đâu vậy? Bác Phố dạo má tập thể dục cho nó khỏe, ở nhà ngột ngạt quá. Tập thể dục hả? Đi đi. Ok. Ê, nhưng mà đi trong phạm vi sổ đỏ căn nhà này thôi. Diện tích này, nhà này, nhà tao. Ừ. Sao? Không hài lòng hả? Tao nhìn mày nhiều rồi đó. Nhà tao. Anh nhịn tôi nhiều rồi sao? Ý anh sao? Nè, tôi nói cho anh biết, anh hết thời rồi. Thời bây giờ thời của tôi. Anh tưởng anh là ai? Anh là quan đầu gấu hả? Đương nhiên. Giờ là đầu dế, cho người ta quay mồng á. Giờ anh muốn sao? Bây giờ mày muốn sao? Tôi anh nhịn mày đủ rồi hay sao? Mày bước ra một trời một mày. Anh muốn sao đúng không? Đúng. Nhìn đằng sau tôi nè. Ê, một chợ một mà. Thì một chợ một. Nè mấy thằng kia, tụi mày muốn không? Một chợ một mà, chơi dữ gian hồ gì kia vậy? Một chợ một là một đám chợ một mình ông á. Vậy mày muốn sao? Muốn sao á? Muốn cho ông đấy ngồi sao á. Đêm đầy sao. Ôi, đêm đầy sao. Mấy anh ơi, mấy anh tráng sĩ ơi, giúp giùm em với. Ê, gái đẹp, gái đẹp. Dạ. Anh sao vậy em? Anh giúp giùm em với. Anh mở cửa cho em với, cho em vô với anh ơi. Nhanh đi anh. Rồi, mở cho. Cảm ơn. Ôi, anh ơi, cứu giùm em với mấy anh ơi. Nhưng mà em bị sao? Em có thằng bồ á, không hiểu sao luôn á. Nó nghĩ sao? Anh nhìn em nè, em cũng xinh đẹp, cũng quyến rũ mà đúng không mấy anh? Nhìn cũng được. Đó vậy đó mà anh nghĩ còn nỡ lòng nào. Tự nhiên nó chửi em, xong rồi nó chê em xấu. Tự nhiên nó còn ruột đánh em nữa đó anh ơi. Ruột đánh em hả? Đúng rồi, anh chạy, anh cãi giùm em. Anh chạy, cãi giùm em nha. Nói đâu, nói đi, hướng nào? Hướng đâu, hướng đó anh. Ồ đúng rồi, hướng đó anh. Ủa, thằng Quang đâu?
anh cho em vô đây. Cho cái gì mà cho đó. Đàn ông con trai gì mà cậu cần thô lỗi vậy trời. Không thèm chơi với mấy người nữa. Ủa vậy làm sao? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Lẹ lên cô ơi. Lẹ lên. Thoát chưa? Thoát rồi. Thoát rồi. Có gì vậy? Cô không ngờ luôn á. Cô Hương, cô là cô giáo mà cô lại là cái gì? Không lẽ giờ bị tuyệt rồi tôi lại cô luôn hả? Thôi. Cô lại liều lĩnh đến như vậy luôn á. Cô quá can đảm, cô quá dũng cảm. Tôi nào cô một mạng sống. Không lẽ giờ ôm cái. Bớt. Bây giờ anh bình tĩnh lại coi. Bây giờ anh tính giùm tôi đi. Làm gì tiếp theo nào? Đơn giản thôi. Tôi sẽ tập trung đầy đủ 500 anh em cũ của tôi kéo tới nhà liều mạng làm một trận ra trời tôi nè. Anh hay quá ha. Cái gì cũng phải suy nghĩ từ từ chứ. Còn có pháp luật nữa mà. Bây giờ quan trọng trước là phải tập trung lực lượng cái đã. Từ từ cái gì? Ba tôi, em gái tôi bị bắt cóc, cô có hiểu không? Bây giờ gia đình cô gặp chuyện như vậy, cô có đủ sức để bình tĩnh hay không hả? Ha? Nhưng mà quan trọng bây giờ tôi nghĩ á là phải có một người quay trở lại đó. Thì đó, 500 anh em cũ của tôi đó. Không phải. Đã đến lúc cần một người quay trở lại. Này, ông làm cái gì vậy? Vừa phải thôi chứ, qua đây, tôi mất tiền với mậu. Ông vừa phải không? Tôi nhớ mặt ông rồi đó. Nắng quá nữa nè. Thí chủ à, má. Lộ phí đi đường ngày hôm nay đã bị thổ phỉ lấy mất rồi. Mà không ai chịu trách nhiệm hết. Thí chủ có thể rủ lòng thương cho mượn vài đồng về tới Sài Gòn tôi sẽ trả. Gớp. Nghĩ gì vậy chứ hả? Tôi cũng bị móc đây nè. Giờ tụi mình chung thuyền rồi đó. Ráng mà chịu đi. Thí chủ cũng vô sản rồi hả? Chứ sao? Tôi dự ý vô anh đó. Thấy chưa? Cũng tại cô không á. Sao? Đòi đi limousine, chuyên cơ mặt đất. Giờ cạp đất mà đi nè. Xin lỗi đi, đi xe kia không quen. Ôi. Ôi, thì sao tôi kêu xe rồng cho cô đi. Cho nó mát. Giờ làm gì? Đi đâu? Thì giờ không có tiền thì đi bộ chứ làm sao. Giờ đi đại đi rồi hỏi người ta. Cái này nha. Ok. Đi đi. Đúng là cây xanh đây rồi. Đúng cây ngay chỉ mà nhẹ luôn nè. Cây xanh nè. Gì nữa nè? À, đi vài bước thấy một cây đu đủ. Đu đủ. Cây đu đủ. Đây. À, cây đu đủ lắm. Gì chứ đu đủ với tôi là mấy chục cây đu đủ trước rồi cây nào? Tôi chết rồi. Cung cấp thông tin. Còn. À, thêm vài bước nữa. À. Thấy hai con chó. Có hai con người ở đây làm gì có con chó. Con chó đây nè cha. Chó gì vậy? Chó lại khỉ sao chung lên đó. Nè, đau nha. Qua tay đây. Cái tay nào mới ký tôi? Nói. Tay này đúng không? Vừa phải nha. Nè, cuộc đời tôi ghét ai ký lên đầu tôi lắm. Đầu này đấy là thợ cha, thợ mẹ. Mặc dù tôi mồ côi, nhưng mà không được massage cho ông bà trên này. Nghe chưa? Chưa nghe chưa? À, xin lỗi, không được đánh phụ nữ dù một cành hồng. Chưa nghe chưa? Chưa nghe không? Chưa nữa nghe chưa? Chưa nghe chưa? Anh làm gì vậy? Tôi nói cho anh biết nghe chưa? Tôi cũng rất là ghét ai tự nhiên nắm tay tôi đó. Tại em thấy xài nước hoa thơm quá rồi tính hỏi mua ở đâu xài ké. Thôi đi. Ê, có người. Ê, anh Hoa hỏi. Để mở hình nè. Tôi hỏi nha. Ừ, anh Hoa. Dạ, con chào cô. Chào cô. À, cô cho con hỏi, ở xóm mình có ai tên Khải mà mặt giống vậy không cô? Thằng Tuấn. Không, Khải. Thằng Tuấn. Mà Tuấn hết Khải hả cô? Khải. Ở đây kêu nó bằng thằng Tuấn. Dạ. Chứ kêu bằng thằng Khải người ta không biết đâu. Ủa, thế đây là Tuấn. Ừ. Tên thật là Khải. Tuấn. Tuấn. Trời ơi, thầy giáo mà ở nhà tên vừa nghe tượng thanh vậy sao? Hay quá. Cô giúp tụi con chỉ nhà của Khải. À không, Tuấn giúp con đi. Dạ, cô chỉ giúp tụi con. Dạ, đi theo tôi. Trời quá, trời ơi, cao nhân phù hộ rồi thấy chưa? Ở hiện gặp lành thấy chưa? Em biết là anh chỉ yêu có một mình em thôi mà đúng không? Chỉ cần là mình ráng thêm một chút xíu nữa là mình sẽ về chung một nhà với nhau.
Không có gì phải căng thẳng hết. Chỉ cần em ngoan, em nghe lời anh thì gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Em có biết không anh? Khánh Toàn không phải là một người đơn giản. Chúng ta không được sơ sót. Ông Nguyễn! Ông Nguyễn! Ông Nguyễn!